Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền và Làm Giàu, kênh chia sẻ các kiến thức kinh nghiệm kiếm tiền và làm giàu sống hạnh phúc. Thưa các bạn, nếu các bạn vẫn còn có tư duy cho rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ rồi thành công sẽ tự tới, thì đã đến lúc bạn phải cần thay đổi suy nghĩ này. Trong cuộc sống nói chung và trong kinh doanh nói riêng, mọi thứ không phải lúc nào cũng như ta muốn. Vì vậy mới có những lúc thất bại, cố gắng vươn lên, cố gắng phấn đấu, để rồi chẳng nhận lại được gì. Ta đánh đổi thời gian lấy tiền bạc, nhưng thường không có mục tiêu rõ ràng, và chính điều này dẫn đến căng thẳng, thất bại. Nói cách khác, vấn đề nằm ở chính chúng ta. Chỉ nỗ lực sẽ không thể giúp chúng ta trở nên giàu có hay thành công, nếu bỏ qua hàng loạt những yếu tố nội tại khác còn quan trọng hơn gấp nhiều lần như sau. Thứ nhất, mục đích. Có mục đích rõ ràng để phát triển là điều rất quan trọng. Hãy trở thành một người biết nhìn xa trông rộng. Miễn rằng ta có ý định cụ thể cho chiến lược phát triển của mình, ta sẽ trở nên khác biệt so với phần còn lại, bất kể xuất phát điểm có khiêm tốn hay đã lớn mạnh. Hãy tự đặt ra những câu hỏi như: cần kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng? Tại sao? Hãy biết rằng giá trị lao động ta đóng góp vào thị trường chính là giá trị ta xứng đáng được nhận lại. Nhưng cũng đừng nghĩ rằng cứ làm việc chăm chỉ là sẽ có quyền đòi hỏi, vì thị trường không trả tiền cho nỗ lực. Đó không phải là cách mà thị trường vận hành. Thị trường chỉ trả tiền cho những thứ có kết quả, và kết quả chỉ đến khi ta biết cống hiến, biết tạo dựng giá trị trên cơ sở đã xác định rõ mục đích. Để trở thành một doanh nhân, mỗi chúng ta cần phải có tầm nhìn và ước mơ lớn. Sau cùng, những giấc mơ không có giới hạn, và chỉ những người dám mơ lớn mới là người làm nên nghiệp lớn. Chính vì lý do này, mục đích là một nhân tố quan trọng trong quá trình vươn lên tới sự giàu có. Điều thứ hai, làm chủ sự tiến triển. Biết làm chủ sự tiến triển cũng giống như có trong tay một tấm bản đồ hướng dẫn ta đưa ra các quyết định quan trọng trong cuộc sống và công việc kinh doanh. Xét trong phạm vi kinh doanh nói riêng, sự tiến triển vốn luôn phải được định hướng theo nhu cầu của khách hàng. Bởi vậy, làm chủ được nó cũng có nghĩa là xác định được đúng đắn chiến lược thu hút khách hàng. Để làm chủ sự tiến triển, ta phải trả lời cho hai câu hỏi đơn giản như sau. Công ty cần điều gì và điều đó sẽ hoạt động như thế nào? Đây là những điểm cần thiết để xác định cách thức kinh doanh. Ngoài ra, ta cũng cần nắm rõ mức độ hiệu quả trong quá trình quản lý sự tiến triển của bản thân hay doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp ta xác định đích đến một cách dễ dàng hơn. Hãy ghi nhớ, nếu không nắm bắt tốt, sẽ không quản lý được. Điều thứ ba, làm thứ mình giỏi nhất. Hãy tự hỏi bản thân rằng bạn giỏi trong lĩnh vực nào. Bất cứ điều gì cũng có ý nghĩa và cần thiết trong thế giới này. Bất kể công việc hiện tại là có là gì, chỉ cần bạn đủ giỏi, hãy cố gắng kiếm tiền từ đó. Hãy làm những gì bản thân có thể làm tốt nhất để thu về kết quả xứng đáng. Trong cuộc sống, ai cũng có quyền mơ ước. Hãy hình dung bản thân ngày càng vươn xa hơn, ngày càng tiến gần tới mục tiêu và trở nên độc lập hơn. Nhưng đừng chỉ mơ ước, hãy bắt tay thực hiện, chấp nhận mọi thử thách và chiến thắng sẽ đến với người xứng đáng. Sự nỗ lực, chăm chỉ là cần thiết để mang lại sự giàu có, nhưng đó là chưa đủ. Còn những yếu tố quan trọng gấp nhiều lần như mục đích, cách thức làm chủ tiến trình, chọn làm thứ mình giỏi nhất. Bởi vậy, đừng chỉ lao đầu, dốc sức vào công việc. Hãy suy nghĩ và vận dụng và thành công chắc chắn sẽ ở rất gần. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 4 công việc siêu thích hợp cho những người không thích tranh với đời. Không chỉ tự do, thu nhập cao mà còn rất có tiếng nói. Có thể nói, môi trường công sở giống như thâm cung nội chiến vậy. Mọi người thường phải đối mặt với một số chuyện không công bằng. Những người lỗi đời thì lại thường được trọng dụng và thăng chức tăng lương. Còn những người làm việc trung thực thì lại không được hoan nghênh. Thậm chí còn bị chèn ép, chì chiết, muốn trở mình cũng khó. Chỉ bằng chúng ta hãy thử 4 công việc tự do dưới đây để thay đổi vận mệnh. Nếu như những người không thích tranh với đời, mãi mãi cũng không thể sinh tồn được ở chốn công sở, vậy chẳng lẽ đời này họ hết hy vọng để thành công rồi sao? Trên thực tế, vẫn còn một cách tốt nhất dành cho họ, đó là tìm một công việc phù hợp khác. Có 4 loại công việc rất phù hợp với những người không thích tranh với đời, không chỉ lương cao mà còn không có giới hạn tuổi tác. Không có mưu mô ám đấu,
bình yên lại còn rất có địa vị trong xã hội. Thứ nhất, tự kinh doanh. Người thật thà thường hướng nội, không giỏi giao tiếp, không hiểu biết về thế giới công sở. Thành thật mà nói, kiểu tính cách này quả thực không thích hợp để sinh tồn như một nhân viên văn phòng. Nhưng kiểu tính cách này rất thích hợp làm hoạt động tự doanh, tức là mở ra cửa hàng để tự kinh doanh. Còn việc mở cửa hàng kinh doanh kiểu gì thì còn tùy thuộc vào sở thích thường ngày của bạn. Ví dụ như quán ăn nhanh bán online, một số cửa hàng sửa chữa điện thoại di động hoặc máy tính. Có lần tôi quen được một thanh niên, anh ta là hàng xóm của tôi, là một người hiền lành, điển hình kiểu trai làng. Anh ta là chủ của một siêu thị nhỏ, tương tự một tiệm tạp hóa. Việc kinh doanh siêu thị nhỏ của anh lúc bình thường không được tốt lắm, nhưng cuộc sống của gia đình cũng có thể coi là hạnh phúc. Vì thật thà nên anh ta đã lập một địa điểm chuyển phát nhanh ở lối vào cửa siêu thị, cho phép người dân các tòa nhà dân cư gần đó có thể đăng ký gửi hàng hóa về tận nhà miễn phí. Các siêu thị khác đều thu tiền chuyển phát trước cửa. Chỉ có siêu thị nhỏ của anh mới có thể đặt chuyển phát miễn phí mà thôi. Điều này cũng khiến anh trở thành bạn tốt của những người dân gần đó. Vì thế, ai cũng muốn tới siêu thị nhỏ của anh để mua đồ. Nó cũng làm cho công việc kinh doanh của anh ấy ngày càng tốt hơn. Tôi hỏi anh ta lại sao lại sẵn sàng giúp người khác chuyển phát miễn phí như vậy, không sợ bị lỗ sao? Thì anh ta cho biết vị trí siêu thị nhỏ của anh không tốt lắm, buôn bán lúc đầu cũng không được nhiều. Thêm nữa, mọi người đều là hàng xóm của nhau nên mới thế, giúp được thì giúp. Nổi tiếng vì sự trung thực, anh ta dần tích lũy được nhiều khách hàng quen thuộc. Điều này cũng khiến công việc kinh doanh của anh ta dần khởi sắc. Vì vậy, những người có đức tính liên thiện từ kinh doanh là thích hợp nhất, bởi vì không cần giao tiếp quá nhiều với người khác. Đây là việc riêng của mình, mình có thể tự do làm việc trong bất kỳ khung giờ nào. Tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng dù sao đây cũng rất hợp với những người không thích tranh với đời. Thứ hai, mở studio cá nhân. Tin rằng đã có rất nhiều người từng nghe nói về một số người mở studio, trở thành ông chủ của chính họ, sau đó tự kinh doanh và dần tích lũy các mối quan hệ. Mặc dù loại công việc này có thể hơi mệt mỏi, nhưng với tư cách là một chủ sở hữu của một studio cá nhân, thu nhập có thể được kiểm soát một cách độc lập. Và quan trọng là nó hoàn toàn không hề ít hơn thu nhập của một nhân viên văn phòng. Mở studio đặc biệt phù hợp với những người sống nội tâm. Chỉ cần bạn thành thạo những kỹ năng nhất định và có đủ vốn là bạn có thể tự kinh doanh. Trong số những người bạn mà tôi biết, có một người làm chủ studio. Cậu ấy kinh doanh nhiếp ảnh vì bạn ấy sống tương đối nội tâm. Trước đó, cậu ấy cũng từng đi làm nhưng luôn bị các đồng nghiệp làm lâu năm bắt nạt. Vì thế, cậu không thể ở lại lâu hơn nên đã quyết định tiết kiệm một ít tiền để tự mở một studio. Một trong những chuyên môn của cậu ấy chính là nhiếp ảnh. Vì vậy, cậu ấy đã quyết định mở một studio để kinh doanh nhiếp ảnh. Mặc dù thời gian đầu cậu không kiếm được một đồng nào, còn lỗ hàng trăm triệu, nhưng cậu vẫn kiên trì tin tưởng rằng mình sẽ có thể vươn lên. Studio của cậu ấy phát triển dần từ vài người lên hơn chục người. Nhiều bạn trẻ yêu thích nhiếp ảnh ở địa phương cũng tham gia studio của cậu, cùng nhau nhận đơn đặt hàng và rồi cùng nhau chia sẻ lợi nhuận. Vì cậu ấy rất thật thà, không bao giờ thu phí quá cao, nên nhiều khách hàng địa phương đã tìm đến studio của cậu ấy khi họ cần chụp ngoại cảnh hoặc chụp ảnh cưới. Do đó mà doanh thu của cậu ấy cũng đã dần dần tăng lên, cuối cùng còn mua được cho mình một căn nhà và một chiếc xe hơi. Giờ đây, studio của cậu ấy đã đi vào hoạt động ổn định, ngày nào cũng có đơn đặt hàng. Tuy chưa mở được công ty, nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân, cậu ấy đã tận dụng tốt những ưu thế của tính trung thực, tạo ra được một cuộc sống mà rất nhiều người trẻ hâm mộ. Thứ ba, chuyển sang công việc kỹ thuật. Liên quan đến mảng kỹ thuật thì nhiều công ty cũng có, chẳng hạn như thiết kế, hiệu đính, kế toán. Nhưng để làm những công việc kỹ thuật này, ngoài khả năng làm việc nhất định, bạn còn cần phải có tính cẩn thận tỉ mỉ. Những người hướng nội thường cẩn thận hơn người hướng ngoại rất nhiều, vì vậy họ rất thích hợp với những công việc kỹ thuật như vậy. Những người thật thà thường bị bắt nạt trong công ty chủ yếu là vì họ không có kỹ năng đặc biệt nào, và công việc của họ thì ai cũng có thể làm được. Nếu bạn làm công việc kỹ thuật trong một công ty mà ít người có thể làm công việc của bạn, thì dù bạn có sống nội tâm hơn, tôi tin rằng bạn cũng sẽ không bị người khác bắt nạt. Là một nhân viên công sở, xin hãy ghi nhớ một câu: khi khả năng làm việc của bạn đủ vững vàng,
bạn có thể bù đắp những khuyết điểm trong tính cách của mình. Người khác không những không bắt nạt bạn mà thậm chí còn ủng hộ bạn. Thứ tư, những công việc giao tiếp với đồ vật. Những công việc giao tiếp với đồ vật là gì? Chẳng hạn như quản lý thư viện, quản lý hồ sơ, nhân viên văn thư, quản lý kho, thư ký kiểm điếm trong các siêu thị lớn. Những công việc này có thể ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng điểm chung của chúng chính là phần lớn thời gian làm việc đều dùng để tiếp xúc với đồ vật. Làm việc với đồ vật cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Nếu bạn là một người hướng nội và muốn tìm một công việc an toàn, đừng tìm những công việc buộc bạn phải ứng phó với con người, chẳng hạn như bán hàng, lái xe, giáo viên, v.v. Trên thực tế, công việc tiếp xúc với đồ vật chưa chắc đã có thu nhập ít hơn công việc đòi hỏi phải tiếp xúc với người. Hơn nữa, công việc này còn rất phù hợp với những người thật thà. Phần lớn những công việc này không phải ở văn phòng, cũng không có mưu mô ám đấu. Vì thế sẽ thoải mái và dễ chịu hơn. Những vị trí công việc như thế này rất cách biệt với thế giới, giống như là bị đưa vào lãnh cung vậy. Tuy nhiên, điều này lại mang đến cơ hội cực kỳ tốt cho những người hướng nội. Tóm lại, bạn phải dựa vào thế mạnh của bản thân để tìm một công việc phù hợp với mình. Như vậy mới có thể phát huy hết khả năng lao động, sống trọn vẹn cả một cuộc đời. Rich and Money Chanel Kim Chen Valam Yao Rich and Money Chanel.